phiên chợ cuối tuần các bạn, tấp nập lắm. Chỗ này thì là chỗ chuyên hoa nhiều hơn, ở cái dọc thì là dọc cái dọc đường đi, người ta bày một số quầy ở giữa làn này để hai bên này người ta đi mua theo đường hai chiều ấy. Đấy. Thì nó cũng chật hẹp chứ không tập trung được như đằng đầu với đằng cuối. Chính là đằng cuối là mới là chỗ họp chợ lý tưởng, nó rất là rộng. Đấy. Như chợ Tết luôn. Anh đi vòng đằng kia nhanh hơn. Đây này, khu vực họp chợ lý tưởng nhất là đây này, cái đà. Khu vực này rất là rộng, chuyên để họp chợ, rộng vô cùng. Cái đà, chả biết của ai đây. Bên này thì hôm trước Tết tôi có mấy tháng ấy, trước Tết mấy phiên ấy, là có thấy cây này rồi. Chắc cũng có báo giá để đi rồi. Đây, chắc thiếu cái bàn cờ đây. À, nhìn thì rất sạch sẽ nhưng mà khó làm đấy. Đà nhá. Chả biết chủ đang uống nước đằng kia thì phải. Chủ đang uống nước đằng kia thì phải. À, quay nối cho mình cây đây. À, cây đa của mình quá. Phép quay phim tí. Quay đi. Cây đa là bao nhiêu tiền nhỉ? 8 triệu. À, đẹp nha. Bệ biết tích nhỉ. Bao lâu được như này? Đa này nó rất lâu ấy. Rất lâu. Đẹp. Đây. Đây này. Bệ. Rêu viết không? Đẹp quá. Đẹp nhất ở đây rồi. Hôm nay 8 triệu. Đấy. Nhưng mà người nào chơi vẫn thích là vẫn thích lắm. Nó ít nhỉ, đa ít. Đấy, sang bên. Sang bên cái khu vực này. Đằng này thì có vẻ lại vắng vẻ hơn. Đây thì vẫn cây mai hôm trước, cây mai hôm trước của Trung Dâu. Có đi được đâu ạ? À? Vì là bận công việc quá. Chỉ có xuống đến 9 giờ đêm mới về. À đấy ạ, là xuống mua cây hay là xuống đi bán ạ? À, dưới thì chắc nhiều lắm. Bắc Ninh. Các bác ở dưới cứ mời xuống nhưng mà không đi được. Dưới ra. À đây, của bác nào không biết. Hôm nay nó không bán được bán nước đây này. Dọn hết. Trung à? Không biết, không phải của Trung không? Không phải. Trung Dâu đâu rồi không biết. Đấy. Chỗ này rộng thì lại ít họp, cứ đi họp đằng kia chật chội. Chẳng nghe đang ngồi trong quần. À, bác đang uống nước. Mẫu đơn đây. À, cái mấy cái cây này hôm có quay rồi. Linh Sam này hôm thì còn trồng chỗ ấy. Hôm nay đã cho lên đá rồi. Linh Sam. Linh Sam. Rồi, để đi ra đằng này, chỗ mấy cái bác tập trung này cho nó vui. Tập trung đây thì vui hơn. Là còn những cái sung hay phết nhỉ? Lùn lực này, thế này. Này có quả nữa thì khối tiền. Nhìn thấy quả nữa thì khối. Hết vốn nhâm gian là phải mang đi. Đấy. Nhìn thấy quả thì lại khối tiền. Quả nó có tiền. Nhìn thấy quả. Tiền nó có nhưng nó không đáng. Đúng rồi. Thế. Lực sĩ. Nhưng mà về cái đoạn này thì ổn này.
là chỉ lại khó. Trên thì chuyển nó khó. Trên chuyển khó. Có cây hôm trước này, đây. Nở tiếp thân tiếp nở rất hay. Nhìn xa mà, này, nhìn vệ biết gớm nhỉ. Cái linh sam này là bao tiền anh? Con này 1.2 triệu. Còn con ông này? Con đấy là 1.8 triệu. Xe anh đâu? Đấy. Chuối giếc vô biên. Toàn cây tầm 1 mét trở lên. Linh Giáp ơi. Bọ cạp. Bọ cạp này thì lâu lâu rồi. Sung rồi. Sung này, bây giờ là đi ra chỗ nhà bà Vững không có cái gì. À đây kia có cái mấy cái cây hùng xiêm. Nhưng mà ta chỉ cây ăn quả thôi. Đây cây ăn quả. Đấy, mấy mấy cây hùng xiêm. Hoa hồng ấy rất nhiều. Đấy kia kìa. Có hồng xiêm. Hồng xiêm mà có cây nào có chân vệ ổn mà là làm bonsai thì tuyệt vời đấy các bạn. Hồng xiêm với trứng gà. Đấy. Xiêm với trứng gà. Đây có cây hoa sứ. Hoa sứ. Đây là bà Vững tí vậy. Đây, chợ thì hết rồi. Bây giờ vào bà mừng những có cây gì mới. Thấy một đống xanh long nước ly mẹt xa lù cái gì đây. Đây. Còn cây không không vào mắt. Tìm kiếm một con xanh đẹp cũng không đơn giản. Nhà giàu nhốt hết rồi. Nhà giàu nhốt hết rồi. Thôi ra ngoài. Ra ngoài. Lầm bầm một mình nữa, các bác lại đấm cho bò mẹ. Và thằng điên này rúc rúc vào vườn phải đấm chết bò mẹ. Nhưng mà đang đi tìm một cây ra hồn mà khó quá. Hôm trước thì có cây của bà Vững thì nó gọi là vui vui tạm tạm sạch sẽ và hoàn thiện rồi. Thì bà lại bán mất rồi. Ui, quả hoa sứ này thì cái khủng này di chuyển nó khó đấy. Nhìn này. Nhét được vào chỗ này giỏi đấy, vì cái cành nó mềm lắm. Hoa sứ. Okay. Bà nhìn cái tay này. Tay của em này chỉ bằng một cái đoạn rễ của nó thôi. Bỏ mà. Mà mừng mà bảo vào Linh cái cây mới là vào để rẻ cho mà chả thấy đâu. Chả thấy cây gì ra hồn. Có lên trà đá thì đi trà đá thôi. Lạnh lắm, ngại vì mùa đi sâu em chạy ra cái chỗ chỗ ngay đường một đường bọ em mua sâu cũng được mà. Đấy các bác chơi đơn giản thì cứ thế này thôi. Còn làm thương mại thì cứ thế này thôi. À mà Vững lên này. Hai cây ổi mới. Ba đấy à? Kinh nhỉ, hai quả ổi này ác chiến nhỉ. Lại có hàng mới bà? Đây mới, à đã về đâu. Nay mai về. Đây có hai cây ổi mới còn gì? 1 triệu cây à? Triệu một cây. Chung là không hợp gu. Thế còn
vẫn có người mua mà. Đấy. Thằng nào cũng thì bán được. Thằng nào cũng phải hết. Trang đỏ.